Xin chào bà con. Rất nhiều bà con đã gọi điện về trung tâm cây giống Tam Đảo của chúng tôi, thắc mắc về là vậy là khi trồng cây đàn hương thì chúng ta bổ sung phân gì cho cây đàn hương? Trong khi mà chúng ta trồng cây giống và chúng ta bón phân này thì nó có tác dụng gì? Thì trước hết là giới thiệu với bà con, đây là phân của Mỹ. Humix của Mỹ. Cái này là phân rất là tốt để cho cây đàn hương này. Cải tạo đất, giảm chua, đất tơi xốp này, thông thoáng và giữ ẩm rất là ổn cái phân này này. Nó tăng cường thêm cả vi sinh vật có lợi trong đất để giải phóng NPK khó tiêu. Ngoài ra thì nó có rất nhiều những cái tác dụng khác. Đặc biệt là cái khi chúng ta bón cái này là nó thúc đẩy cả rễ, cả nhanh ra lộc lon của lá. Và đối với những loài cây ăn quả thì cái sản phẩm Humix này của Mỹ này này, Garden Humix, sản phẩm này nó gọi là phân bón hữu cơ Garden Organic. Nó bổ sung cái hàm lượng Humix của Mỹ thì nó tạo màu bóng loáng cho cái mặt lá của những cái cây, ví dụ như là ớt hoặc là một số loại cây khác. Đấy. Chống sụp rễ. Cây mang trái thì cái này nó kích thích cho cây mang trái. Rất là tốt. Cái này thì chúng tôi dùng làm phân bón cho cây đàn hương. Đấy, các bác có nhu cầu mà không biết mua cái này ở đâu ạ thì cứ liên hệ trực tiếp với chúng tôi. Đây, sản phẩm này thì thực tế là trên thị trường là chúng ta vẫn chưa có nhiều đơn vị cung cấp, đâm ra là chúng ta vẫn phải rất là khó khăn. Nhiều nhà vườn họ giữ bản quyền đấy, gọi là nghề, đâm ra người họ không chia sẻ. Nhưng đối với trung tâm cây giống Tam Đảo của chúng tôi thì chúng tôi luôn hướng tới bà con những sản phẩm tốt nhất. Đấy. Và bà con xem video thì nhớ ấn đăng ký kênh để ủng hộ kênh YouTube cho chúng tôi ngày một phát triển. Ở đây ngoài ra chúng tôi ở đây cũng có cung cấp cây giống đàn hương này. Ấn đăng ký kênh để ủng hộ và được nhận những thông báo mới nhất. Và chúng tôi sẽ chia sẻ nhiều sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật và những cái sản phẩm kích rễ hoặc là sản phẩm diệt trừ sâu bọ cho cây đó. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại bà con trong những video tiếp theo. Nếu mà muốn mua những sản phẩm thì bà con cứ liên hệ trực tiếp theo số điện thoại đã để bên dưới màn hình đó, hoặc là trực tiếp add Zalo để được đội ngũ của chúng tôi hỗ trợ tốt nhất. Xin chào.